Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi tên là Trần Long, huấn luyện viên của Liên đoàn Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Aerobic. Và hôm nay gồm có hai bạn hỗ trợ là Vĩnh Túc và Hà Thi. Hôm nay nhóm sẽ hướng dẫn cho tất cả và mọi người các bài tập thể dục để mọi người có thể tập luyện tại nhà mà không cần ra phòng tập và vẫn có thể vận động. Đầu tiên, hai tay chúng ta để vào eo của mình và nghiêng đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và cúi xuống nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta nhìn qua nhìn lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, hai tay chúng ta để lên vai và quay qua phía trước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, hai tay chúng ta dang ngang, xoay khỉu tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngược lại nào, đóng vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, hai tay chúng ta phía trước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, ra sau nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tay phải chúng ta ra phía trước, tay trái nắm lại. Chúng ta bặn người nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, làm ngược lại nào. Tay trái ra phía trước, tay phải chúng ta nắm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, hai tay chúng ta ra phía trước và mở ngực nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, một tay thấp, một tay cao nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, chúng ta xoay cổ tay cổ chân nào. Và đổi bên nào. Và đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu động tác tiếp theo là gồm có 5 động tác giúp mọi người có thể tập luyện tim mạch, bụng, lườn, đùi và mông. Chuẩn bị. Chân phải bước ra nào, tay lên. 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta tách chụm. 5, 6, 7, 8. Một lần nữa nào. 1, 2, 3, 4. Nhảy ra nào. 5, 6, 7. Thôi, động tác tiếp theo. Hai tay chúng ta để phía trước bụng của mình. Lên đầu gối nào. 4 lần. 1, 2, 3, 4. Thấp người xuống nào. Chạy thật nhanh. 5, 6, 7. Thôi, hai tay để trước một lần nữa nào. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 4. Chạy thật nhanh nào. 5, 6, 7. Thôi, hít vào. Xuống nào. Động tác tiếp theo. Tay phải chúng ta rang tay. Chuẩn bị nghiêng lườn nào. 1, 2, lên đùi nào. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên nào. Tay trái ra. 2, 3, 1, 2, lên đùi. 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác tiếp theo. Chân mình khép lại nào. Hai tay mình nắm lại và một chân bước ra sau, sau đó trở về vị trí cũ. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Thôi, động tác cuối cùng. Hai chân chúng ta mở bằng vai của mình. Hai tay phía trước. Bắt đầu. 1. Vỗ tay. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và năm động tác này mọi người có thể làm tùy ý của mình, 4 lần, 8 lần hoặc là 12 lần tùy vào sức khỏe của mình. Và xin một gửi tới các bạn một bài tiếp theo. Đó là bài dance aerobic tên là Xin Tươi Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta khép chân lại. Chân phải chúng ta bước lên, tay để trước ngực nào. 1. Mở ra, đổi chân. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Một tay mình chém xéo 45 độ trên cao. 1. 2. 3. 4. Chúng ta hít thở nào. Bước qua. Bước qua. Sau đó chúng ta lên một lần nữa nào. Và chúng ta làm lại một lần nữa. Chuẩn bị. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi chém nào. 1, 2, 3, 4. Hít vào. 5, trước ngực. 6, trước ngực. And lên, xuống. Động tác tiếp theo, chúng ta bước qua bên phải 4 nhịp, tay mình chém 4 góc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và mình mở ngang nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, chúng ta kết hợp với chân. Chuẩn bị. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Và khúc chuyển nhạc, chúng ta sẽ có động tác thở. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, thôi. Tiếp tục chúng ta bước ngang lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tay nào. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Thôi. Bắt đầu lời bài hát. Chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. 1, 2, 3, 4. Bước chân ngang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác tiếp theo, hai tay chúng ta để sau lưng của mình. Động tác này chúng ta gót chạm mông. Gót chạm mông. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tay nào. 1, mở ra. 2, như y chang như lúc khởi động luôn. 3 động tác nữa. Mình bước lên đây. Xéo 45 độ nha mọi người nha. Chân lên nào. 1, 2, 3. Động tác này chúng ta làm 3 lần. 3 lần. Nhảy lên nào. 1, 2, 3. Đổi bên. Lên and xuống. Lên và xuống. Lên và xuống. 1, 2, 3. Chỉ còn 2 động tác thôi. Mọi người cố gắng lên nào. Hai tay để trước ngực, mình đè xuống nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình đi thấp 2 lần. Thấp, thấp và cao, cao. Thấp, thấp và cao, cao. Mình nói 2 động tác lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác cuối cùng, hai tay chúng ta vòng một bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay phía trước ngực và đấm lên cao.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Một lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng thực hiện tất cả động tác cùng với nhạc nhé. Con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Người trong năm mắt em, 6, ngàn muôn 7, 8, xéo cao nào. 1, 2, 3, 4, hít vào, 5, 6, 7, 8, lên. Quá phải nào. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mở ngang nào. 1, 2, 3, 4, lần nữa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bay cao thân chân trời, hãy giật tay trao cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Hít vào nào. Xin chào em. Bước qua lại nào mọi người. 1, 2, 3. Có tay. 1, 2. Dậm chân tại chỗ nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Góp chạm mông nào. Có tay nào. Dậm tại chỗ nào. Xéo qua đây. 1, 2. Nhảy lên nào. 1, 2, 3. Đè xuống nào. 1, thắp nào. Thắp, thắp lên. Thắp, thắp lên. Vòng tay nào. Việt Nam ơi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe dân phố, ở một niềm tin gieo cao lên nào. Từ nơi đào xa mênh mông sông, về nơi đồi cao mây mây trắng, một vòng tay chọn Việt Nam. Chuẩn bị. Bao la đất trời, quê hương xanh. Thắp nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Lên nào. 1, 2, 3. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Chúc mọi người có được nhiều sức khỏe và tập luyện thật tốt nhé.